mình và tất cả các anh chị trong group về những sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Đây có thể là lần đầu tiên em được đối diện với camera để phát sóng lên trên Facebook và đưa lên trên group của hai gặp ra. Em cũng hơi nhúc nhát chút. Em cũng xin tự giới thiệu bản thân là em tên là Nguyễn Thành Minh, năm nay 29 tuổi, hiện tại đang sống và làm việc tại thôn 2 xã Eran, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk. Tại vì không bao giờ em thật sự là có nhiều biến cố trong gia đình nên em cũng có thời gian để làm một video giới thiệu của bản thân để chia sẻ với tất cả các anh chị trong group. Video của thầy Nguyễn Trung Hiếu thì anh cũng bắt đầu theo dõi kênh của thầy từ cuối năm 2016 cho tới bây giờ, đã xem được rất là nhiều video của thầy và được thầy chỉ và hướng dẫn rất là tận tâm cho tất cả các anh em trên mạng xã hội. Thì bản thân của em thì em cũng đã chủ động liên lạc với thầy từ cái thời điểm đó, cái thời lúc thầy đang đào tạo. Như em được biết là anh